Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị. Hôm nay thì Công Trần lại tiếp nhận một cái thông tin, một cái sự việc và đó là vô cùng đau lòng, là một cái người thân của một gia đình của một chị ở Sóc Trăng, ở quê ở miền Tây, ở một tỉnh rất xa, đã bị mất thông tin, mất liên lạc với gia đình cũng mười mấy năm rồi. Thì hôm nay để đến đây là nhờ cái sự tìm kiếm giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như Công Trần cùng với một số thành viên khác trong các anh em ở đây để tìm kiếm người thân của mình. Kính mời cô chú anh chị các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Vì nó là rất nhiều các gia đình phải nói đến giờ phút này còn mất thông tin, mất liên lạc và là mất người thân của mình. Phải nói rất nhiều năm nhưng đến giờ phút này mới biết được cái thông tin là anh Nguyễn Thanh Hải là mục đích chính là đi tìm người. Vì vậy đang đến đây để nhờ, để cầu cứu cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người, các anh em ở đây để tìm kiếm người thân của mình. Đây phải nói là một cái câu chuyện phải nói là vô cùng đau lòng, rất nhiều các gia đình, các nạn nhân hiện nay đang bị bán sang Campuchia, bị bán sang bên Trung Quốc, còn rất nhiều các trường hợp khác bị lừa vào các sòng bạc ở Campuchia. Chị cho em xin phép cho em hỏi chị họ tên là gì nhỉ? Dương Thị gì ạ? À? Dương Thị Thúy nhỉ? À? Mình quê mình ở đâu chị, nguồn ở đâu mà chị đi tới như thế nào chị có thể nói rõ lên cơ? Hôm nay chị lên đây. Tìm em là chị có thể nói rõ lên nè, tìm em là em của chị là họ tên là gì mà quê quán ở đâu ạ? À? Chị có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà em của chị mất thông tin, mất liên hệ, mất liên lạc với gia đình ấy, là bao nhiêu thời gian rồi mà đến giờ phút này như thế nào? Trên 10 năm cụ thể là năm bao nhiêu? Năm đó đây là năm 2007. Từ tháng 7 2010. Ngày nó đi ra là ngày đó mà em biết rõ, nhưng mà lỡ một tháng ngoài nó mất không liên lạc liền không được. Từ tháng 7 năm 2010 là bây giờ là cũng 12 năm rồi. 12 năm hiện nay thì cái người thân của mình là em gái của chị có liên hệ cho gia đình cầu cứu hay là cần cái sự giúp đỡ của cộng đồng là bây giờ đang ở đâu không ạ? Mất liên lạc luôn không? Hiện nay mất. Chị có biết thông tin là em chị hiện nay đang ở đâu không? Có biết không ạ? Có một nguồn tin là báo cho chị biết ở đâu không? Tại vì em thấy là trên đăng lên mạng hồi hôm là thấy đăng lên rồi em biết. Chị thấy ai đăng à? Chị có thể chia sẻ đó không? Chị thấy một chị nữa đăng tải chia sẻ trên Facebook. Dạ. Đúng không ạ? Là có tìm gặp, có gặp được một người họ tên là gì, Dương à? Dương Thị Ngân. Dương Thị gì ạ? Dương Thị Ngân ha. Dạ. Là em gái của chị. Dạ. Người ta đang gặp ở đâu ạ? Nó cho bên Trung Quốc. Nói là báo tin cho gia đình, báo tin trên cộng đồng mạng. Dạ. Là chia sẻ trên Facebook. Dạ. Là Dương Thị Ngân. Dạ. Năm nay 32 tuổi. Dạ. Là đang sống tại Trung Quốc, đang tìm kiếm cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Dạ. Để muốn quay trở về cùng với địa phương đoàn tụ cùng gia đình. Dạ. Phải không ạ? Dạ. Chị biết cái thông tin này hiện nay chị đã liên hệ cho người ta chưa? Chưa. Em thấy có số điện đó nhưng mà em điện không được. Số điện nhưng chị không điện được. Vì số điện thoại quốc tế, nếu không biết điện mã vùng thì chị không có điện được. Dạ. Dạ. Chị đi bằng cách nào lên đây ạ? Chị đi với ai ạ? Em đi với chồng em, đi bằng xe. Đi với chồng. Chị đi lên lúc mấy giờ? Em đi giá cỡ 7 giờ mấy. 7 giờ mấy? 7 giờ mấy là sáng nay hay sáng qua? Sáng nay. Sáng nay hả? Giờ này có tại mặt. Tại vì em Sóc Trăng nhưng mà em đi lên mà lên đây em thấy chỗ em bằng mướn vậy. À, chị quê Sóc Trăng nhưng lên Bình Dương là sinh sống và lập nghiệp ở đây. Em mới lên khoảng cỡ hơn nửa tháng chưa xin được việc làm. Rồi. Chị cho em hỏi thế này, thì kiểu em gái của mình ấy, là đi mất tích rất nhiều năm qua như vậy, mình đã đăng thông tin này để nhờ chờ đợi cái thông tin ở trên báo đài chưa? Không có đăng, em cũng không gần đó. Nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn quá, anh không có đi được. Không. Vì hoàn cảnh khó khăn không chị không. Chị ở nhà chờ thông tin coi em mình có về đông tin về không mà dạ. Không có. À. Vậy là mình chỉ ở nhà chờ đợi thông tin. Chờ một ngày nào đó em gái của cô chị sẽ trở về. Đúng không ạ? Nhưng đến giờ phút này là chưa có một thông tin để báo về gia đình đã đang ở đâu. Dạ. Gia đình hiện nay có liệu có nghi ngờ là em còn hay không hay là nghĩ là lâu quá à, em cũng không có còn hy vọng. Mới đầu rồi, mấy năm đó 2 3 năm về trước đó, cũng mới đi thì còn hy vọng. Trong em mình về mà từ đó tới giờ thấy lâu quá, thời gian trên 10 năm rồi em không còn hy vọng nữa. Gọi là trước khi đi là gia đình có hy vọng. Dạ. Là em đi 1 2 năm, một thời gian ngắn là sẽ trở về. Nhưng đến giờ phút này cũng mười mấy năm này chưa có một tí thông tin nào, đúng không ạ? Dạ. Trong đợi biết mỗi mòn rồi bây giờ. Hôm nay em thấy thông tin này em ngủ không được. Sáng nay không em thức không? Thức để chờ đợi. Ngủ không được. Tại vì mẹ em mất sớm, rồi còn chị em cũng nghèo quá đi làm mà thế nào đi làm. Dạ. Chị có thể nói rõ là chị được mấy chị em ạ? À? Em bốn chị em. Bốn chị em. Em thứ hai, không phải đứa em. Thế còn cái người mà đang hiện nay đang mất tích đó, mà đang nghi ngờ ở bên Trung Quốc đó,
là người em thứ mấy của chị? Út hết. Út. Trước khi người em út của chị là bước chân rời khỏi gia đình để đi mất tích đến giờ phút này, là thời điểm đó đã có gia đình chưa? Đã có chồng, có dạ, con chưa? Chưa. Còn chưa. Cái thời điểm đó là người em của chị làm cái công việc gì, chị có biết rõ không? Ở nhà thì nó nói nó lên đi nó làm, vô công ty làm thôi. Em không có đi chung, em không biết. Rồi nó lúc đó thì nó có xài điện thoại, nó điện về thôi. Nó điện về cho em biết vậy thôi. Rồi cỡ đi cỡ một tháng ngoài sau nè, em điện là điện thoại nói là không liên lạc được không ạ. Là mất luôn. Rồi em không biết được đâu. Chị có biết là em của chị thời điểm cách đây 12 năm hơn là đi với ai không ạ? Chị có... đó em mới sanh em con còn nhỏ lắm, em muốn đi đâu được hết chứ. Chị hy vọng là em của chị là còn không ạ? À, lúc mấy năm trước á, thì đi cỡ khoảng em nghĩ là cỡ 4 5 năm là em hy vọng đó. Em nghĩ là chắc em nó cũng đi mằn rồi đó, không có khả năng nó tiền bạc nó không có không về thôi. Nhưng mà từ hồi 10 năm tới giờ em không hy vọng đó, là hết hy vọng. Mỗi lần cúng mẹ em này em giái không đó, em giái nó luôn đó. Không hy vọng đó. Nhưng mà hôm về nó đông lên rồi em đọc nó quá, em mừng quá, em không ngủ được. Sáng đi mình bắt. Hiện nay là đang mừng, lửa mừng lửa no, đúng không ạ? Vì chưa gặp mặt được, chưa biết được thực sự là cái câu chuyện này là cái thông tin người ta báo là có đúng chính xác với em của mình hay không? Hay là một sự là trùng hợp? Hình là chính xác em ạ, đúng luôn. Hình chính xác nhưng mình phải xác minh là cái hình này nó bao nhiêu năm rồi. Nhiều khi đăng trên Facebook nhưng mà rất nhiều năm qua nhưng bây giờ người ta đăng tải chia sẻ lại cái nội dung cái câu chuyện này. À, có thể là nhiều cái video đăng tải hàng nhiều năm qua, 5-7 năm về trước. Nhưng bây giờ mình lướt qua thì vô tình thấy. Nhưng thực sự nó không phải là mới đây mà cái câu chuyện này lâu rồi. Dạ, bởi vì em cũng lo gì chỗ đó quá. Đó. Nên lo bởi vì em là không mà cũng không gần, không biết gì hết. Em nhờ, lại đang nhờ mấy anh giúp đỡ cho em. Nói chung là tất cả các người dân ở tất cả các tỉnh thành, dù rằng có điều kiện hay là nghèo khổ, hay là nông dân hay là thành phố, về đây để nhờ cái sự giúp đỡ của anh Hải cũng như là công Trần, thì tất cả mọi người đều được giúp mà cũng không ai đòi hỏi một cái gì hết, tiền bạc hay cái gì. Nói chung là không ai nhận bất kể một cái gì. Giúp bằng tấm lòng, giúp bằng tình người. Dạ. Đó. À, biết đến đâu thì hướng dẫn, chia sẻ đến đó. À, cố gắng hết sức để tìm lại tất cả người thân, các thân nhân, các gia đình bị thất lạc. Đi lâu đó chứ trong đợi cũng đau lòng chứ lắm anh. Mà mày không biết làm sao. Em lúc mới đi mấy năm đó là em không làm. Tại vì mẹ mất sớm, rồi còn ấy chị em không? Mình không nghèo khổ quá, đừng bọc được cho chị em anh ấy. Nhưng mà thì mấy lần đầu thì còn về rồi, đã đi lần đó mà tới giờ không về luôn. Chị có hy vọng là em của chị có một ngày nào đó gần nhất thì sẽ trở về không? Hy vọng mà em thấy hy vọng mà... Có mong manh không? Thấy cũng mong manh quá, tại vì thời gian lâu quá rồi. Không biết là chính xác là liệu có còn ở trên cõi đời nữa hay không. Nếu còn thì thực sự là sớm hay muộn thì các anh em ở đây sẽ cố gắng hết sức mình để tìm kiếm người thân cho chị, dù rằng bất kể lý do gì. Chị có lời nào muốn chia sẻ để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, nhất là bây giờ mình đang nghi ngờ bên Trung Quốc là có thể là chất cộng đồng ở Việt Nam mình ở bên Trung Quốc, có thể là Quảng Châu, Quảng Đông, Quảng Tây hoặc tất cả các tỉnh kiến, các tất cả các nơi, các tỉnh thành ở đất nước Trung Quốc phát hiện được cái thông tin như thế này, thì có thể là báo tin về cho gia đình hoặc điện thoại cho anh Nguyễn Thành Hải hoặc công Trần đó. Chị có lời nào muốn chia sẻ để hy vọng là em gái của chị, nếu thực sự là còn sống trên cõi đời này, nghe được thông tin này, để sớm hối thúc lòng mình để tìm cách để liên hệ với cho gia đình không ạ? Không, bây giờ em đông em, nếu mà thấy em ở ngoài thấy em gì, đông mà em không có cái gì. Mấy chị cũng vừa giúp đỡ em. Chị có thể nói rõ nói lại là chị họ tên là gì ạ? Dạ, nguyên quán mình ở đâu ạ? Nguyên quán ở Mỹ. Dạ, hiện nay là về tìm kiếm chị. Tìm kiếm em. Em gái là Dương Thị Ngân. Dạ. Trên 12 năm. Trên 12 năm. Đúng không ạ? Như vậy là trên 12 năm rồi. Dạ. Em cũng không biết nói gì hơn cả, cũng
Xin kính chúc chị cùng với toàn thể gia đình chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe, gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Hy vọng trong thời gian tới thì các anh em đây cố gắng hết sức mình để tìm kiếm thân nhân, người thân cho chị mất tích một cách một thời gian rất lâu như vậy. Hy vọng là cuộc gặp sẽ có ngày sớm nhất và các gia đình, nhất là gia đình chị được đoàn tụ. Công Trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chào chị.